Xin chào quý khán giả của FPT Play. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tổng hợp sau vòng đấu giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2024-2025. Sau đây sẽ là những diễn biến đáng chú ý nhất ở vòng đấu mở màn. Công Phượng gây thất vọng ngày chào sân hạng nhất. Hoàng Đức khẳng định giá trị của siêu bom tấn. PVF CAND khởi đầu đầy vất vả. Bà Rịa Vũng Tàu thắng tưng bừng ngày ra quân. Huế chia điểm cùng Đồng Tháp trên sân tự do. Có lẽ chưa bao giờ giải hạng nhất quốc gia lại được chú ý như mùa giải năm nay. Hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cập bến giải đấu này như Công Phượng, Hoàng Đức hay Đặng Văn Lâm. Tất cả sẽ cùng tạo nên một mùa giải bùng nổ và rất đáng chờ đợi của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2024-2025. Cách đây một tuần, Công Phượng có trận đấu ra mắt bùng nổ với pha lập công ngay ở những phút đầu trận đấu giữa Trường Tư Bình Phước và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng loại cúp quốc gia. Chính điều đó giúp Công Phượng được huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức trao suất đá chính khi Trường Tư Bình Phước làm khách đến sân Hòa Bình trong khuôn khổ vòng 1 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2024-2025. Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi không thể tiếp tục tỏa sáng. Những khán đài của sân vận động Hòa Bình rất lâu rồi mới lại được hoạt động hết công suất khi khán giả đến sân, một phần vì cổ vũ cho đội nhà, một phần vì muốn chứng kiến những bước chạy của Công Phượng. Đáng tiếc ở dưới sân, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lại chơi mờ nhạt. Phải sau hơn chục phút, Công Phượng mới có pha chạm bóng đầu tiên. Anh đi bóng qua hai cầu thủ chủ nhà mở ra đợt tấn công, nhưng các đồng đội sau đó lại để đối thủ đánh chặn một cách dễ dàng. Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG gần như mất tích. Không chỉ riêng Công Phượng, các cầu thủ khác của Trường Tư Bình Phước cũng gây thất vọng ở hiệp 1. Dù được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu lực lượng với nhiều cầu thủ từng đá ở V-League như thủ môn Bùi Tấn Trường, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh hay tiền đạo Nguyễn Công Phượng, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức khởi đầu không tốt trước một Hòa Bình với đa phần là các cầu thủ trẻ nhưng chơi đầy nhiệt huyết. Họ đánh mất tuyến giữa, không triển khai được bóng để tấn công. Cả hiệp 1, đội khách không tung được một cú dứt điểm nào. Họ cũng phải nhờ tới may mắn mới không để thua trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Hòa Bình có dấu hiệu sa sút về thể lực, không duy trì được lối chơi máu lửa như hiệp 1 nhưng vẫn tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Bùi Tấn Trường. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Trong khi đó, Trường Tư Bình Phước cầm được nhiều bóng hơn nhưng các miếng tấn công của họ lại thiếu đi tính sáng tạo, không tìm được đường uy hiếp khung thành của đối phương. Công Phượng tiếp tục thi đấu mờ nhạt trong vai trò hộ công. Anh không chỉ không có được những đường truyền phát động tấn công mà ngay cả ở vai trò chuyên gia đá phạt cũng không thể mang lại những tình huống nguy hiểm. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai rời sân ở phút thứ 80 để nhường chỗ cho tiền đạo kỳ cựu Tuấn Tài. Tỷ số không đều cũng được duy trì cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trường Tư Bình Phước, đội bóng chi rất nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng trước thềm mùa giải, không có được chiến thắng trong ngày ra quân. Ngày hôm nay thì đội đá trên sân khách cũng là trận đầu tiên của V-League 2 thì đây cũng là một trận rất là khó khăn bởi vì đây là sân khách với lại là toàn đội cũng đã nỗ lực hết sức mình và Phượng nghĩ thì một điểm cũng là một điểm rất là quý giá để trên hành trình sắp tới. Đối với bản thân Phượng thì Phượng nghĩ là Phượng phải nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho đội có kết quả tốt hơn. Phượng rất là bất ngờ bởi vì cũng là hạng nhất nhưng mà khán giả tới rất là đông thì Phượng hy vọng là mọi người sẽ tới cổ vũ cho đội bóng của mình cũng như là mong cho giải hạng nhất nó hấp dẫn hơn để đó cũng là góp phần để giải phát triển hơn. Ở trận đấu tiếp theo, Công Phượng và các đồng đội sẽ trở về sân nhà để tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào ngày 2 tháng 11. Cũng giống như Công Phượng, Hoàng Đức là tâm điểm của giải hạng nhất mùa giải năm nay. Không thể ra mắt ở trận đấu mà Phù Đổng Ninh Bình đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh tại Cúp Quốc gia. Nhưng trong ngày khai màn giải hạng nhất quốc gia, Hoàng Đức đã có mặt và ra sân ngay từ đầu trong vai trò đội trưởng. Cũng giống như Công Phượng,
Người hâm mộ cũng rất chờ đợi Hoàng Đức sẽ có bàn ngay trong ngày ra mắt đội bóng mới. Và tuyển thủ quốc gia này không khiến mọi người phải thất vọng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa Katoko Khánh Hòa và Phú Đồng Ninh Bình đến rất đúng người và đúng thời điểm. Khi đại gia mới nổi của giải hạng nhất gặp khó khăn thì Hoàng Đức đã lên tiếng. Phút 87, Hoàng Đức bật cao đón quả tạt từ bên cánh trái, đánh đầu đưa bóng vào góc xa, hạ gục thủ môn Võ Ngọc Cường. Đội trưởng của Phú Đồng Ninh Bình lập tức cởi áo ăn mừng, bất chấp bị trọng tài Đặng Quốc Dũng phạt thẻ vàng. Bàn thắng như giải tỏa rất nhiều áp lực mà Hoàng Đức đang phải đối diện khi quyết định chia tay V-League để đầu quân cho một đại diện của giải hạng nhất. Pha lập công của Hoàng Đức cũng giúp Phú Đồng Ninh Bình giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân giải hạng nhất mùa giải 2024-2025. Đây là trận đấu đầu tiên em thi đấu với các đồng đội mới, là đội bóng mới của em và rất vui khi hôm nay em đã đóng góp một bàn thắng và mang về chiến thắng cho toàn đội. Và chiến thắng này thì toàn đội đều rất xứng đáng và em nghĩ là chiến thắng này rất quan trọng và cũng là trận đấu đầu tiên của mùa giải. Đội lúc đầu vào trận đấu bắt nhịp trận đấu rất là chậm và sân không được tốt nên là đội triển khai bóng rất là khó. Và mọi người thấy thì hôm nay đội dùng rất nhiều những tình huống bóng dài bởi vì mặt sân không được tốt nên là em nghĩ trận đấu hôm nay thì em đã hài lòng về cá nhân em và toàn đội. Trận đấu giữa Katoko Khánh Hòa và Phú Đồng Ninh Bình là cuộc đối đầu chênh lệch về câu chuyện kinh tế. Trong khi Ninh Bình là đại gia khuynh đảo thị trường chuyển nhượng, mang về hàng loạt những bản hợp đồng bom tấn như thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hay tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, thì Katoko Khánh Hòa phải chờ tới sát ngày giải đấu khởi tranh mới có đủ kinh phí để tham dự. Đội bóng này cũng từng rơi vào khó khăn tài chính trầm trọng, xuống hạng rồi rơi vào nguy cơ giải thể. Tuy nhiên trên sân nhà 19 tháng 8, Katoko Khánh Hòa đã chơi đầy quả cảm, khiến cho đối thủ đại gia gặp nhiều khó khăn. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của hai tuyển thủ quốc gia là Hoàng Đức và Văn Lâm, người ghi bàn, người cứu thua, thì chắc chắn đoàn quân do huấn luyện viên Việt Thắng dẫn dắt đã khó có được 3 điểm tuyệt đối để ra về. Trận đấu tại sân vận động 19 tháng 8 đã khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho Hoàng Đức và những người đồng đội. Bàn thắng duy nhất của quán quân Việt Nam. Sau khi bất thành trong việc giành tấm vé thăng hạng lên chơi ở V-League, PVF CND lại tiếp tục đặt mục tiêu tương tự ở mùa giải năm nay. Đối thủ đầu tiên trên hành trình đó của thầy trò huấn luyện viên Mauro là câu lạc bộ Long An. PVF CND được đánh giá là một trong những ứng cử viên đăng ký cho chức vô địch cũng như tấm vé thăng hạng tại mùa giải 2024-2025. Trong khi đó, Long An đến phút cuối mới hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự nhờ một đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ. Màn đối đầu giữa Long An và PVF CND được bắt đầu bằng cơn mưa tầm tã. Mưa lớn cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của trận đấu. Mặt sân bị lầy cũng khiến cho hai đội gặp khó trong việc triển khai lối đá của mình. Đội khách được đánh giá cao hơn nên không bất ngờ khi dồn lên tấn công và tạo sức ép trong cả hiệp 1. Nhưng việc không có được sự may mắn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng khiến cho đội bóng này không thể có được bàn thắng. Có tới 3 lần trong trận đấu này, bóng hoặc tìm đến xa ngang hoặc tìm đến cột dọc khung thành của câu lạc bộ Long An. Trong khi đó, chủ nhà Long An chủ động chơi phòng ngự số đông, đá lăn xả khiến PVF CND gặp khó khăn. Chung cuộc, Huỳnh Công Đến và các đồng đội chấp nhận trận hòa không bàn thắng khi bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của đối phương. Chỉ có một điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, huấn luyện viên PVF CND cùng với các học trò của mình chắc chắn không thể hài lòng. Trước khi mùa giải hạng nhất 2024-2025 khởi tranh, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong số những đội bóng xin không tham dự giải do không đủ kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, đoàn quân do huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương dẫn dắt đã có mặt tại giải hạng nhất mùa giải năm nay và có ngày ra quân không thể tuyệt vời hơn. Tiếp đón Đồng Nai trên sân nhà, Bà Rịa Vũng Tàu chơi đầy hưng phấn và sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Bùi Văn Bình ở phút thứ 27. Cầu thủ mang áo số 17 có pha băng cắt rất hay để dứt điểm tung lưới đối phương sau đường căng ngang của đồng đội. Hưng phấn lên cao sau bàn mở tỷ số, Bà Rịa Vũng Tàu càng chơi càng hay. Phút thứ 33, Nguyễn Hoàng Chiến cụ thể sự lấn lướt so với đối thủ bằng pha lập công nhân đôi cách biệt. Ít phút sau giờ nghỉ giữa trận, đội khách có được bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Lê Hoàng Dương thực hiện pha đá phạt mẫu mực trước vòng cấm của Bà Rịa Vũng Tàu, khiến thủ thành bên phía đội chủ nhà chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.
Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Đồng Nai làm được ở trận đấu này, bởi sau đó, đội chủ nhà hoàn toàn nắm thế chủ động. Nguyễn Thế Dũng và Võ Tuấn Phong thay nhau lập siêu phẩm trong những phút cuối để khép lại trận đấu với tỷ số 4-1. Thắng tưng bừng trong ngày ra quân, Bà Rịa Vũng Tàu đứng đầu bảng với 3 điểm có được cùng hiệu số dương 3. Huế gặp Đồng Tháp là cặp đấu sớm nhất của vòng 1 giải hạng nhất quốc gia. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cơ hội đầu tiên đã đến và nó thuộc về đội khách. Tuy nhiên, bàn thắng đã quay lưng với Đồng Tháp khi thủ thành Thanh Tùng đã chơi tập trung trong tình huống này. Sau khi để đối phương gây ra sóng gió trước khung thành, đội chủ sân tự do dần lấy lại thế trận và cũng tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thành bàn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, Huế có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 60. Từ một tình huống phản công nhanh, Vũ Bá Hải Dương tung cú sút từ xa sau một nhịp phối hợp với đồng đội, khiến thủ thành Võ Đức Bảo bên phía đội khách, dù có bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Tuy nhiên, cách biệt mong manh mà đội chủ nhà tạo ra chỉ duy trì được đúng 3 phút. Từ một tình huống cố định, bóng được treo vào vòng cấm của Huế, Bùi Ngọc Thịnh có pha chọn vị trí và bật cao đánh đầu chính xác, ấn định tỷ số hòa 1-1. Bởi trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội dù nỗ lực tìm kiếm 3 điểm, nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Mỗi đội rời sân với 1 điểm có được, đây có thể coi là một kết quả chấp nhận được trong ngày ra quân. Phan Thanh Bình ngay lập tức, chưa đầy 5 phút sau khi để thủng lưới, đội bóng áo vàng đã có được bàn gỡ. Vừa rồi là những diễn biến của 5 cặp đấu thuộc vòng khai màn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2024-2025. Sau đây sẽ là 5 bàn thắng đẹp nhất vòng. Thế Dũng rất nhanh. Và bị chuyền thành bán ngoài chân phải quá tơi so với đài di chuyển của Nguyễn Quốc Hoàng. Có nhiều khoảng cấm quá. Sút và vào. Sút vô lê. Tỷ số đã là 4-1 nghiêng về Bà Rịa Vũng Tàu. Và những điểm của hậu vệ bên phải Vũ Quốc Phong số 23. Một trận thắng tưng bừng đang đến với Võ Nguyễn. Quốc Phong đã có một pha xử lý đặc cấp đầy tự tin. Ngọc Lâm đặt trước đánh đôi. Sử dụng nén quá lâu dành cho Hoàng Đức rồi. Và tất cả các cầu thủ của đội tuyển cũng vậy nữa. 87 phút của trận đấu ngày hôm nay đã trôi qua. Và không phải khác chính là Hoàng Đức. Đội trưởng của cầu thủ đội tuyển tại giải nhất quốc gia Bia Sao Vàng mùa giải năm nay. Đây là minh chứng vì sao mà Hoàng Đức ở đây. Hoàng Đức được huấn luyện viên Nguyễn Thành Thắng trao tấm bằng đội quân. Rất hay với một pha đánh đầu không cho Ngọc Cường bất cứ một cơ hội nào cả. Cú sút vào. Bàn thắng đã đến với Đồng Nai và sút bóng là của số 24. Cơ hội đến rất rõ cho tiền vệ Hoàng Dương. Và cú sút gọn gàng đã đưa bóng vượt qua hàng rào và đánh bại thủ môn Trần Lâm Hào. Cũng bóng mạnh lên phía trên của tiền vệ Nguyễn Hữu Lâm. Hữu Lâm là cầu thủ gốc Thanh Hóa. Sút vào. Siêu phẩm của đội. Cú sút rất nhanh của số 2 tiền vệ Nguyễn Thế Dũng. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên của hiệp 2. Qua di chuyển và những điểm rất căng, Thế Dũng đã là một siêu phẩm ở sân Bà Rịa. Và đây là cơ hội phản công cho Huế, liệu có thể tận dụng được không? Bóng thoáng, dứt điểm. Qua đẹp mắt, Vũ Bá Hải Dương và một siêu phẩm. Bàn thắng đầu tiên tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2024-2025 thuộc về câu lạc bộ Huế. Một
màn dứt điểm không thể tin nổi của Vũ Bá Hải Dương. Người đã im hơi lặng tiếng trong suốt 60 phút đã qua, nhưng lúc này anh đã tạo nên điểm nhấn. Một cú ngã đại bác của số 11 được kiến tạo là của Hữu Tuấn. Một pha phối hợp của bộ đôi được cho mượn từ thể công Việt Theo, và họ đã tạo nên bàn thắng rất đẹp ở vòng 1. Như vậy, sau vòng đấu đầu tiên, Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm như Phú Đồng Ninh Bình, nhưng xếp trên do hơn về hiệu số. Công Phượng và các đồng đội đứng ở vị trí thứ 8 khi chỉ có được 1 điểm trên sân của Hòa Bình. Cùng có 1 điểm sau vòng đấu đầu tiên như Trường Tư Bình Phước, còn có 5 đội bóng khác là Hòa Bình, Huế, Long An, PVF CND và Đồng Tháp. Trong khi đó, Khatoko Khánh Hòa và Đồng Nai chưa có điểm số nào khi đều phải nhận thất bại trong ngày ra quân. Sự xuất hiện của những ngôi sao như Công Phượng, Hoàng Đức hay Đặng Văn Lâm hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một mùa giải hạng nhất đầy bùng nổ với nhiều trận cầu hấp dẫn. Sự đầu tư mạnh mẽ của các đội bóng tại giải đấu này với mục tiêu chung là lên ngôi vô địch sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá vào mỗi dịp cuối tuần cho quý vị khán giả. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số tiếp theo của chương trình tổng hợp sau vòng đấu giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2024-2025. Tất cả những diễn biến mới nhất của guồng quay V-League 2 Bia Sao Vàng sẽ được FPT Play cập nhật liên tục trên các nền tảng. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.